Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 150 đồng token Milky Way. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành 750 triệu, đã có 506 tài khoản holder và đã phát sinh 1.285 điểm giao dịch. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn viên sau cho mình. Bước một, các bạn sao chắc vững chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy có chắc nhanh ở đây, sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm vị trí token nào vào ví cho mình, ký hiệu WM với thập phân 8. Các bạn nhấn tiếp theo và nhập thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Kênh nên rút gọn đây nha. Nó sẽ ra một web mới. Thì các bạn claim thì các bạn nhấp vào phần này giúp mình nhé. Rồi, nó sẽ dẫn tới phần dưới đây. Các bạn ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ là 0.01 BNB mua vào đồng token này để hold cái tích trữ lâu dài nhé. Các bạn claim các bạn nhấp vào này. Nó có cái lưu ví của các bạn chọn ở đây mình sử dụng ví MetaMask, nó sẽ hiện hiển thị ví MetaMask. Nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Ghi ra là 0.00045 BNB. Các bạn nhấp xác nhận. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Blockchain. Ngoài ra ở trên đây có cái những dự án về airdrop Telegram, trên các bạn tham gia thì sẽ không mất bất phí và nhận rất cần nhé. Bạn có thể vào đây đăng ký các sàn giao dịch nếu bạn chưa có. Bạn có thể đăng ký ngay sàn giao dịch Binance để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác. Các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 150 đồng Bitcoin. Để các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.